Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm món bắp cải muối dưa. Món này thì mình cần có bắp cải. Ở đây là mình có bắp cải này nhỏ, cái này là 1,5 lb, lại 2 củ cà rốt, dây 4 tép hành lá, dây 3 cây ớt. Thì đồng thời mình làm này phải cần đường với lại giấm. Đây là mình xài giấm trắng. Đầu tiên là mình sẽ pha cái hỗn hợp giấm với nước trước. Đây là 1 khắp đường, thì mình sẽ bỏ 1 khắp đường vô đây, với lại 2 khắp nước lọc. Đây là 1 khắp nước lọc, nước lọc nước uống bình thường nha các bạn, không phải nước nóng khắp cái gì. Còn giấm là mình làm 1 khắp giấm, nhưng mà mình thì mình không có thích ăn chua mấy, bởi vì mình để 3/4 thôi đó, chỉ vậy thôi. Là coi như là nếu mà các bạn nào mà ăn mà thích chua chua thì coi như là công thức là 1 khắp đường, 2 khắp nước, cái lại 1 khắp giấm. Mà mình thì mình không thích ăn chua, bởi nên mình chỉ bỏ là 1 khắp đường, 2 khắp nước, cái lại 3/4 khắp giấm. Thì giờ mình sẽ quậy lên, để bỏ qua một bên thôi. Đầu tiên là mình sẽ cắt cà rốt. Cà rốt thì mình thích cắt bằng con dao này, nhìn cho nó đẹp đẹp chút xíu thôi. Mình cắt mỏng mỏng thôi. Xéo xéo vậy thôi. Đó, đây là cà rốt là mình đã cắt ra từng lát mỏng mỏng này rồi. Ba trái ớt mình bứt cái cọng ra cho nó sạch sẽ. Hành lá mình cũng cắt khúc ra luôn. Còn bây giờ là mình sẽ cắt bắp cải. Bắp cải mình đã cắt ra xong hết rồi, rửa sạch cắt bắp hết. cải, các bạn nhớ bỏ những cái lá bên ngoài mà nhiều khi nó nhìn không có đẹp, nó không có tươi thì mình nhớ bỏ đi nha. Giờ mình làm này mình phải cần có cái lọ nữa, cái keo này để mình bỏ vô. Thì đây là mình có cái keo này đó, vừa vừa thôi. Bây giờ thì mình bắt đầu mình xếp vô, mình bỏ mấy cái rau. Thường thường mình xếp này thì mình thích xếp theo thứ tự, ví dụ một lớp bắp cải, một lớp cà rốt, lớp hành lá, thì mình cứ xếp vậy chừng nào cho nó đầy cái lọ thôi đó. Thì bây giờ mình xếp còn chút xíu cho đây nữa thôi, nhưng mà cái bình nó đã đầy rồi, bởi vì bây giờ mình sẽ đổ cái hỗn hợp giấm với đường vô đây. Thì xong khoảng chừng chưa cái 1 tiếng sau là coi nó đã xẹp xuống, đã gần nửa bình rồi, thì mình sẽ bỏ tiếp tục hết mấy cái này vô. Mình sẽ đổ hết cái hỗn hợp này vô. Hiện tại là cái nước đường với lại giấm á, nó chỉ mới có nửa bình thôi, nhưng mà mình không có sao á, thế mình không có cần phải làm mà đầy bình, tại một lát 1 tiếng sau là nó xẹp xuống à, để coi còn dư nước luôn nha. Vậy cái bây giờ mình cứ để đây 1 tiếng, sau mình sẽ quay lại cho các bạn coi. Đó, bây giờ đã được 1 tiếng rồi thì cái này nó đã xẹp, các bạn thấy nó đã xẹp xuống bớt rồi. Mà cái này nó không phải như là giá giá thì nó xẹp dữ lắm, đây, còn cái bắp cải nó cứng hơn thì nó đã cũng xẹp mà xuống 1 khúc rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ những bắp cải còn lại vô. Bây giờ mình đã bỏ vô hết rồi và đầy bình rồi. Thì cái khúc này á, lúc này là nếu các bạn nào thích ăn hành hương củ, mình có thể mình cắt mấy lát mỏng mỏng mình bỏ trong đây, hoặc là tỏi gì đó mình thích mình bỏ vô. Làm bắp cải thật sự là mình không có nhất thiết phải làm bắp cải, nhưng mình có thể mình làm bằng giá hoặc là bỏ bell pepper vô. Thường thường mình cũng hay bỏ bell pepper lắm, nhà bữa nay tủ lạnh mình á, thì chỉ có cà rốt, hành lá, bắp cải, thì mình làm 3 thứ này thôi. Đó, như đây là vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp, mình để đây cái này khoảng chừng là 4 tiếng sau là mình ăn được rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn video kỳ tới. Bye bye.